khi mà Trâm sử dụng cái Relic YC á, mọi người cũng rất là tình cờ, bởi vì khi đó là dịp cuối năm thì sản phẩm mới lên kệ, và khi đó là Trâm thấy là chương trình hai hộp tặng một bộ dầu gội đó, là Trâm mới đặt về, là mình mới đặt về thôi, cũng chưa sử dụng. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cái dầu gội á các bạn, nếu các bạn nào chưa trải nghiệm mà nên trải nghiệm bộ dầu gội, nó thơm mà mình không chịu nổi luôn, phải lấy ra sử dụng ngay luôn. Đó là lúc đầu tiên, đó là cái bộ dầu gội đó mà Trâm cũng chưa dùng cái Relic YC, nhưng mà buổi đó là gần Tết rồi mà cái làn da mình đó thì nó lại bị nám, nó lại bị nám chân đinh. Thường là các bạn thấy chân đinh đó là cái nám của nó rất là sâu và nó hay ở hai bên gò má như này nè, rất là mất thẩm mỹ luôn. Mà bây giờ gần Tết rồi thì cái da của mình nó là thuộc dạng là da bánh mật, ai cũng gọi là da bánh mật hết á, tại vì nó không có được trắng. Không có được trắng thì mình đi làm tóc thì cũng không có được nhuộm những cái màu tóc sáng nữa, nó rất là buồn. Và nhớ tới lại Relic YC mình đang có sẵn thì Trâm mới sử dụng, và lúc đó là mình sử dụng thật sự là như chị Việt Sĩ Kim Hoa nói là 1 tháng, mà thật sự là mình sử dụng mới có 2 tuần thôi các bạn, đã có cái hiệu quả rồi. Thì cái hai cái vết nám trên trên mặt của mình á, bây giờ mình có thể ngồi gần lại luôn các bạn cũng không thấy luôn, đúng không nào? Là tại vì là khi mình sử dụng 2 tuần thì nó đã, hai cái vết nám hai bên nó đã giảm hẳn khoảng tới 60-70%, thật sự là như vậy á. Tại vì bình thường á là nó nổi rất là rõ trên khuôn mặt của mình và nó nổi rất là sâu và nhìn nó rất là mất thẩm mỹ đó. Thì khi mà mình sử dụng có 2 tuần thôi là đã thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng, bởi vì cái làn da của mình nó thì nó trắng lên thì mình cũng không 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 thấy rõ đâu, mình không thấy rõ đâu, nhưng mà cái vết nám là thấy rất là rõ, bởi vì ngày nào mình cũng nhìn chăm chăm vào nó mà mình thấy rất là rõ là cái vết nám nó đã giảm đi rất là nhiều, và giảm phải 70-80%. Và kết quả đã có rồi thì mình tiếp tục mình sử dụng thôi. Mình sử dụng tới cái ngày mà cách Tết là 1 tuần á, là mình sử dụng được 3 tuần rồi, cái làn da mình nó trắng lên, nó trắng lên. Mà khi mà mình đi làm tóc á, mà mình cái chỗ làm tóc của mình á là mình hay làm chỗ đó, và anh đó anh thấy mình cái chọn chọn cái màu tóc này, anh rất là bất ngờ, bởi vì là mình không bao giờ chọn cái tông sáng. Anh nói ủa em chọn cái màu này thiệt các bạn, em chọn cái màu này. Và khi ảnh làm lên cái màu tóc cho mình đó các bạn, ảnh cũng phải thốt lên đúng không, cái màu tóc của em chọn lên nhìn cái da nó sáng hẳn, bởi vì do cái da mình nó đã sáng rồi, nó đã trắng sáng rồi, cho nên khi khi lên cái tóc nữa là nó để hợp với nhau đó, các bạn hình dung không? Nếu như cái da của mình nó mà đen á thì khi cái tóc của mình nó cái màu sáng á thì cái tóc ra tóc và da ra da nhìn nó rất là kỳ, và mình cảm giác là cái da của mình nó không có được đẹp và nó sẽ cảm giác là bẩn bẩn khi mà cái da của mình nó đen mà mình dùng cái màu tóc nó nổi á các bạn. Khi mà mình dùng cái tóc này về mình rất là ưng ý luôn, bởi cái da mình nó trắng và nó hợp với cái màu tóc nữa. Thì bữa đó về thì Trâm có đăng một tấm hình lên lên trên Facebook thì ai ai cũng vào khen hết. Và có nhiều bạn ở ở gần xung quanh nè đó, nói ủa sao chị Trâm sao dạo này cái da chị Trâm đẹp vậy. Mình nhìn thấy là mình đã rất là tự tin rồi, bởi vì mình trước từ bé đến giờ luôn á, từ bé đến giờ luôn á là làn da của mình là cái làn da mà ngăm ngăm chứ không được sở hữu cái làn da trắng như mọi người đâu. Mà hiện nay là rất là trắng, và cái Tết năm nay phải nói là cái Tết rất là tự tin. Và Trâm sử dụng là bây giờ là đã được 2 tháng rồi đó mọi người, đã được 2 tháng và cái làn da của mình nó trắng sáng mà mình không không ngờ tới luôn. Trắng sáng mà mình không ngờ tới luôn. Và rất là tự tin với cái làn da, đặc biệt là cái vết nám. Khi mà phụ nữ trên mặt có vết nám cảm giác nó bẩn bẩn kiểu gì á, khi mình ra ngoài đường mà mình không có dùng cái che khuyết điểm, mình che cái khuyết điểm nó đi, mà mình cảm giác là mình chỉ muốn là đeo cái khẩu trang lên thôi, mình không dám để cái mặt mà tiếp 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 xúc với khách hàng hay là mình đi ra ngoài bạn bè cà phê đâu á đó. Thì cũng bây giờ thì như như những khách hàng mà tới mà họ đứng ở ngoài quầy á là họ không nhìn thấy cái vết nám của mình luôn, thậm chí là như vậy. Thì có nhiều người thì cái Relic này á, thực sự với mọi người á là Trâm cũng chưa giới thiệu để bán hàng đâu, mà từ khách hàng họ nhìn thấy cái làn da của mình và họ hỏi và mình nói là à mình đang sử dụng cái này nè đó, thì họ để mua về họ sử dụng. Và có nhiều chị á nám, nếu mà cái nám chân đinh á là Trâm thấy là nó rất là khó điều trị đó, còn cái nám mà cái nám mạn á các bạn nó rất là dễ điều trị luôn. Trâm thấy khách hàng của Trâm sử dụng nó rất là hiệu quả và rất là nhanh, và rất là nhanh nó sẽ mờ dần cái vết nám, mờ dần cái vết nám 70-80% khi mà các bạn sử dụng từ 2 tới 3 tuần. Đó là những khách hàng mình đã sử dụng và đã trải nghiệm nó rất là hiệu quả như vậy. Còn cái vết nám chân đinh đó thì nó lại chậm hơn một chút,
là nó sẽ mờ đi 80-90%. Khi mà mình đứng ở khoảng cách xa là mình không nhìn thấy, nhưng mà mình phải soi ấy, những người mà người ta soi ấy, thì người ta nhìn gần mình thật là gần á thì người ta mới thấy thôi. Ở đó thì rất là cảm ơn là sản phẩm Redux Plasi đã cho mình cái làn da và cái sự tự tin trong cái năm nay và trong cái mùa Tết năm nay.